Hôm trước mình đã có video đánh giá về chiếc Oppo Reno 10 rồi. Thế thì ngày hôm nay mình sẽ có một cái video đánh giá về Oppo Reno 10 Pro cho các bạn nhé. Mình sẽ điểm qua một số những cái điểm mà cái Reno 10 Pro này nó khác biệt so với cái Reno 10. Cái thứ nhất đấy là cái mặt lưng của nó bây giờ là mặt lưng kính rồi, chứ không phải là mặt lưng bằng nhựa nữa. Đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa đấy là cái hiệu năng của Reno 10 Pro này nó sẽ nhỉnh hơn so với Reno 10. Đầu tiên sẽ là con chip của nó, sẽ là cái con chip Snapdragon 778G. Nó sẽ nhỉnh hơn một chút xíu so với Reno 10 với con chip Dimensity 7050. Cái RAM, cái ROM tối thiểu của nó bây giờ đã là RAM 12 và ROM là 256GB, chứ không phải là RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB như là Reno 10. Đấy, nó cũng sẽ có cái phần tinh chỉnh một chút về cái camera chính, và cái sạc của nó bây giờ cũng là cái sạc 80W thay vì sạc 67W. Tuy nhiên, cái Reno 10 Pro này nó sẽ có một chút cải lùi về pin đấy nhé các bạn nhé. Pin của nó bây giờ không phải là 5000 mAh nữa, mà pin của nó chỉ là 4600 mAh thôi. Đấy, và mình cũng đã nói trong rất nhiều video đấy là không có cái gì vừa ngon vừa bổ mà lại vừa rẻ cả. Chắc chắn là Reno 10 Pro nó sẽ phải hy sinh những điểm gì đó. Vậy những cái ưu nhược điểm của cái dòng này là gì? Mình sẽ có cho các bạn ngay trong video đánh giá rất chi tiết cái dòng này ngày hôm nay. Rồi, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tường Dê. Ok, hộp phụ kiện thì quá đầy đủ rồi, chúng ta sẽ nói thật là nhanh thôi. Bên trong hộp phụ kiện này chúng ta sẽ có ốp lưng này. Đấy, chúng ta sẽ có cái gì nữa nào? Chúng ta sẽ có một cái củ sạc nhanh SuperVox. Cái công suất tối đa của nó sẽ là 80W. Đấy, đấy là những cái điểm mà mình cảm thấy là điểm nhấn của sản phẩm này. Và nó cũng sẽ có luôn một cái miếng dán màn hình có sẵn ở bên ngoài như này. Nghĩa là chúng ta mua điện thoại về là chúng ta chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải mua thêm bất kỳ một phụ kiện nào nữa. Rồi, mình sẽ bỏ phụ kiện qua một bên để nói chi tiết hơn về cái điện thoại này nhá. Ok, quay trở lại với Oppo Reno 10 Pro. Thì cái điều đầu tiên khi mình cầm cái sản phẩm này trên tay, đó là nó khá là vừa tay, không bị cấn tay một tí nào cả. Tại sao lại như vậy? Bởi vì là các cái góc ở phía sau mặt lưng này của nó này, nó bo vào. Đấy, cũng như là cái phần mặt trước này của nó là nó là màn hình cong, nên là khi mà chúng ta cầm vào thì chúng ta sẽ cảm tưởng thấy là cái sản này mỏng hơn so với cái thông số của nhà sản xuất đưa ra. Nhà sản xuất đưa ra là cái sản này nó mỏng khoảng 7,9mm, nhưng mình nghĩ là nó sẽ mỏng hơn những gì mà chúng ta tưởng tượng đấy, bởi vì là mặt trước cong, mặt sau cong, nên thành ra là cái phần viền này nó rất là mỏng luôn này. Đấy, đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đấy là cái mặt lưng của cái chiếc điện thoại này nó là mặt lưng bóng, nên là nó sẽ để lại rất nhiều mồ hôi và dấu vân tay, nên là trong cái quá trình mà mình sử dụng thì mình cảm thấy nó khá là bẩn. Đấy, cũng chia sẻ luôn với các bạn. Tuy nhiên là với cái phiên bản màu tím mà mình đang cầm ở trên tay này thì mình nhìn nó sẽ đỡ bẩn hơn so với những phiên bản tối màu. Những phiên bản tối màu thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái điều này khá là rõ ràng này. Thực ra là trên các cái sản phẩm điện thoại Oppo thì mình thích những cái điện thoại Oppo mà họ làm mặt lưng nhám hơn. Mặt lưng nhám ấy thì họ làm cái kiểu là nó đỡ bám mồ hôi và dấu vân tay, thì mình thích cái kiểu đó hơn. Ví dụ như là trên Reno 10 hay là Reno 10 Pro Plus thì họ làm cái mặt lưng nhám, mình sờ vào nó không để lại mồ hôi và dấu vân tay, thì mình cảm thấy nó rất là sạch. Nhưng mà đối với sản phẩm này thì nếu mà bạn nào mà các bạn ấy không dùng ốp nhá, thì nó sẽ khá bẩn đấy. Cái đấy là cái điểm mà chúng ta cần phải chú ý. Được cái là cái mặt lưng này nó cải tiến hơn so với cả cái phiên bản thường, đấy là nó là mặt lưng kính rồi. Nhưng mà mình thì mình nghĩ là 10 người được tặng ốp lưng đi kèm thì chắc là cả 10 người chúng ta sẽ sử dụng ốp lưng thôi. Đấy, thì cái việc cầm có ốp lưng thì chất liệu kính hay nhựa hay kim loại thì vẫn là nhựa cầm có ốp lưng hết mà. Khung viền thì chỉ là khung viền nhựa thôi nhé các bạn nhé. Tuy nhiên là Oppo họ đã làm bóng cái khung viền này lên để khiến cho chúng ta khi mà nhìn vào chúng ta cảm thấy là cái khung viền này trông nó đẹp mắt hơn. Đó. Và cái thiết kế màn hình cong như này thì nó sẽ cho chúng ta cái hiệu ứng thị giác nhìn vào mặt trước là tốt hơn. Đây, mình sẽ để cái độ sáng lên tới mức tối đa để cho các bạn xem. Rồi, tiện thể nhìn về cái phần mặt trước này thì bạn có thể nhìn thấy là cái phần viền màn hình này họ làm khá mỏng này. Và nhìn xung quanh cái cạnh máy thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái sản này nó chỉ có loa đơn. Đây là một cái điểm mà mình cảm thấy rất là bất ngờ, khi mà cái phiên bản thường thì nó có loa kép, còn lên phiên bản Pro thì nó lại chỉ có loa đơn thôi. Đấy, đấy là cái điểm mà mình cảm thấy rất là bất ngờ luôn. Và mình đã bật một cái đoạn video ở trên YouTube lên rồi, và mình nghe thì đúng là nó chỉ có loa đơn thật, chứ không có loa ngoài là loa kép. Đó, rất là khó hiểu luôn. Chúng ta sẽ có cổng Type-C hay SIM một thứ gì thôi, cái này chúng ta bỏ qua nhé, bởi vì là cái nào nó sẽ xem như thế thôi. Nhưng mà được cái là ở phía trên này chúng ta sẽ có thêm một cái mắt thần hồng ngoại để chúng ta điều khiển các thiết bị bên trong gia đình nữa. Chúng ta sẽ đi đến với cả cái phần màn hình thì sao. Màn hình của Reno 10 Pro nó sẽ giống hệt so với Reno 10. Chúng ta vẫn sẽ có cái màn hình kích thước là 6,7 inch, độ phân giải sẽ là Full HD cộng, tỷ lệ màn hình là 20:9, mật độ điểm ảnh là 394 ppi. Nói chung là mật độ điểm ảnh như thế là đủ nét với bản thân mình rồi. Màn hình này thì sẽ có tấm nền là AMOLED có 1 tỷ màu, tần số quét là 120Hz, có HDR10+, và cái màn hình này thì mình cảm thấy khá là mượt. Tuy nhiên có một cái điểm mà mình cảm thấy chưa ưng ý ở trên cái màn hình này, đấy là về cái độ sáng. Độ sáng ở đây các bạn có thể nhìn thấy là mình đã để lên đến mức cao nhất rồi. Tuy nhiên với cái độ sáng tối đa
tầm khoảng 950 nit thì mình thấy là nó chỉ đủ dùng khi chúng ta sử dụng ở ngoài trời thôi. Chứ nếu mà những khi nào mà trời nắng gắt chẳng hạn, ví dụ như vừa rồi mình đi du lịch ở những nơi mà cái thời tiết nó tầm khoảng 36-37 độ ấy, thì thực sự là cái màn hình này nó lúc mà nó bóng thì nó sẽ tương đối khó nhìn. Đấy, thì cái đấy là mình cũng cần phải chia sẻ cho bạn luôn. Chứ còn cái hiệu ứng thị giác cho ra ở trên một cái màn hình cong xong rồi xem phim giải trí rồi là viền màn hình mỏng như này thì nếu mà chúng ta xem thông thường như này thì rất ổn, rất tốt, không có vấn đề gì cả. Chỉ mỗi tội là độ sáng không được cao thôi. Rồi, chúng ta sẽ nói tiếp về phần hiệu năng thì sao. Hiệu năng của con chip Snapdragon 778G như này mình thấy là nó sẽ có phần ổn định hơn so với cả con chip Dimensity 7050. Về lý thuyết ý, thì hai cái con chip này nó sẽ khá là tương đồng với nhau. Dimensity 7050 thì nó sẽ yếu hơn Snapdragon 778G một chút xíu. Đấy, nhưng mà trải nghiệm thực tế thì mình thấy là về cái sự ổn định thì con chip 778 này nó sẽ có phần ổn định hơn so với cả con chip Dimensity 7050. Và tất nhiên rồi, con chip này thì sẽ có 5G như bạn nhé. Sẽ có 5G. RAM ROM cũng rất là cao, RAM 12, bộ nhớ trong là 256 và điểm số AnTuTu cho ra sẽ rơi vào khoảng gần 600.000 điểm. Chính xác ra là 587.000 điểm. Đây là một điểm số mình đánh giá là rất là cao rồi. Tất nhiên điểm số AnTuTu thì nó chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi, chứ nó không quyết định xem là cái điện thoại của chúng ta nó chơi game có tốt hay không hay là nó như thế nào. Nhưng về cơ bản là trải nghiệm về hiệu năng của cái sản phẩm này đối với bản thân mình là mức độ đủ dùng rồi. Trước đây thì chúng ta hay chê những điện thoại Oppo là hiệu năng của nó cùi. Đấy, nhưng mà cũng nói thật với các bạn là cái điện thoại này hiệu năng ở trong cái tầm giá này không phải là mạnh mẽ nhất ở trong tầm giá này. Tuy nhiên con chip Snapdragon 778G không phải là con chip cùi. Đấy là chúng ta cũng phải thẳng thắn thừa nhận với nhau cái điều đó. Và chúng ta có thể mở rộng được thêm 12GB RAM qua bộ nhớ trong nữa. Thế tuy nhiên là mình nói thật luôn là mình chỉ để ý đến RAM vật lý thôi, chứ mình không quan tâm tới cái việc là mở rộng qua bộ nhớ trong. Khi mà nhìn vào trong cái phần giới thiệu điện thoại như này thì hiện tại là cái sản phẩm này đang chạy phiên bản ColorOS V13.1 dựa trên nền tảng Android 13, cũng là những phiên bản mới nhất bây giờ rồi. Chúng ta sẽ có viên pin là 4600 đấy, thì đây là một cái điểm mà mình cảm thấy rất là đáng tiếc. Có lẽ là đây là một cái điểm cải lùi của nó so với phiên bản thường. Ít nhất là hai điểm rồi. Thứ nhất là loa không có loa kép, và thứ hai là pin là bị cắt giảm đi. Nhưng bù lại chúng ta sẽ có cái sạc 80W đi kèm theo sản phẩm này. Và với sạc 80W mà sạc cho viên pin này thì chỉ cỡ tầm khoảng 35-40 phút thôi là nó đã sạc đầy pin rồi. Còn với viên pin 4600mAh này thì khi mà mình sử dụng trong một ngày làm việc nhá, thì ví dụ như là 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều thì về nhà mình chỉ còn tầm khoảng 10% pin thôi. Đấy, ví dụ như cái con kia thì cái con thường ấy thì nó tầm khoảng 23% pin, con này chỉ còn khoảng 10% pin thôi. Đấy, cái đấy là cái mà chúng ta cũng cần phải chú ý. Đấy, còn nếu mà bạn nào mà nhu cầu dùng nhiều hơn ý, thì chắc chắn 100% một ngày chúng ta phải sạc 2 lần. Nhưng mà về camera thì sản phẩm này khá ngon. Đây, mình sẽ cho các bạn xem qua một chút về camera. Đây thì cũng nói với bạn luôn đấy là mình mang cái điện thoại này để đi chụp ảnh thông thường nhá, nên là mình không giống như là những cái buổi test điện thoại thông thường của mình đâu, mà mình cứ thấy cái bức ảnh nào mà nó phù hợp với mình xong mình chụp là mình chụp thôi, chứ nó không sắp xếp theo thứ tự là ban ngày hay buổi tối selfie hay là ấy đâu, thì rất là mong các bạn thông cảm. Đấy, nhưng mà mình sẽ giải thích cho các bạn là đây là bức ảnh chụp ảnh bằng cái camera nào, được chưa? Đầu tiên là bức ảnh chụp ảnh bằng camera selfie trong điều kiện thông thường như thế này, chất lượng cho ra là khá tốt, độ chi tiết giữ lại là rất cao. Và đặc biệt nữa là cái camera selfie của sản này góc tương đối rộng. Các bạn có thể nhìn thấy là ở đây mình đang selfie với 6 người và nhìn rất rõ mặt của cả 6 người luôn. Background phía sau nhìn cũng rất là rõ ràng. Đây là bức ảnh mình chụp ảnh selfie trong cái điều kiện buổi tối. Thì các bạn hãy nhìn vào các cái bảng biển hiệu ở đây này. Cái phông chữ cho ra là rất nét. Cái này là cái điểm mà mình cảm thấy rất thích luôn. Thậm chí nhá, cái phông chữ ở trên này mình không biết là Oppo họ sử dụng cái thuật toán gì mà nhìn nó còn đẹp hơn cả những cái gì mà ngoài đời mình thấy nữa cơ. Lúc mà mình chụp, mình nhìn live view ấy, thì nó bị cháy sáng. Nhưng khi chụp lên, đợi một lúc thì những cái dòng chữ này bắt đầu nó hiện ra, nhìn trông rất là rõ. Bạn nào mà có cái cơ hội sử dụng cái sản phẩm này thì các bạn sẽ thấy rất rõ cái điều đó. Mình chụp ảnh trong một cái điều kiện nữa, nhưng mà điều kiện này thì nó còn thiếu sáng hơn rất nhiều so với cái điều kiện vừa rồi. Thì nó bị xảy ra hiện tượng bị flare sáng. Đây, các bạn có thể nhìn thấy này. Đấy, ở trên miệng của vợ mình kéo sang cái phần áo của mình đây, nó có những cái chấm như này. Đây là hiện tượng bị flare sáng nhé. Với cái điều kiện là cái ánh sáng ở phía sau này nó quá gắt, cũng như là cái tông nền của người nó tối như này thì nó sẽ xảy ra hiện tượng đó. Đấy, tuy nhiên là những cái dòng chữ ở trên biển hiệu này thì nhìn vẫn rất rõ ràng, nó không bị cháy đi một tí nào cả. Và chụp ảnh trong cái điều kiện siêu thiếu sáng như này mình đánh giá là tốt. Còn đây là một số những bức ảnh mà mình chụp ảnh xóa phông
bởi vì là năm nay cái sổ này nó có camera tele thì mình sử dụng luôn cái tele, xong rồi giả lập xóa phông bằng tele luôn thì chất lượng cho ra là khá ổn. Đây là bức ảnh mình chụp ảnh con gái, xóa phông như này là mình thấy là được và không bị lẹ. Cũng như là đây là bức ảnh mình chụp ảnh xóa phông vợ mình, đây là chụp tự nhiên thôi nhá, chứ không có sắp đặt sắp biết gì cả, cứ mình cứ hứng lên mình giơ điện thoại lên là mình chụp thôi, thì các bạn có thể thấy là gần như không bị rung tay một tí nào cả đấy. Và cái việc nó xóa phông như này là theo tiền cảnh hậu cảnh rất là rõ ràng. Ví dụ như tiền cảnh là cái đầu của con trai mình này thì nó không bị xóa đi, và background ở phía sau thì nó mới xóa đi đấy. Chứ bình thường là có những cái điện thoại khác ấy, là người ta sẽ xóa phông hết chỉ giữ lại mỗi mẫu thôi, thì trông như thế thì nó hơi ảo, nó hơi giả. Thì đối với sổ này mình thấy xóa phông rất tự nhiên, đặc biệt là đối với cả camera tele chúng ta sử dụng để có xóa phông. Còn đây là một bức ảnh mà mình chụp ảnh trong điều kiện cực kỳ ngược sáng, và cái mảng ngược sáng tối rất rõ ràng, chia thành 3 mảng như này, hai bên là cực kỳ tối, còn ở giữa thì rất là sáng. Tuy nhiên các bạn có thể nhìn thấy là rất là nhiều các cái nét vẽ bậy ở trên tường như này này, mình chúng ta nhìn vẫn rất là rõ đúng không nào. Trong khi đó thì background phía sau, những nhà cổ phía sau con trai mình nó không bị cháy đi tí nào. Cái này là cái điểm mà mình cảm thấy rất là ưng ý. Nếu như chúng ta sử dụng iPhone mà trong cái trường hợp mà chụp ảnh những cái mảng sáng tối mà nó lệch nhau nhiều như này thì chắc chắn một là mẫu sẽ rất là tối, hai là cái tường này sẽ tối đi. Đấy, chúng ta cứ thử mà là chúng ta sẽ thấy. Còn đây là bức ảnh mà mình chụp ảnh ở bên trong nhà mình, cũng không bật nhiều bóng điện lên đâu, và bóng điện ở bên trong nhà mình thì nó vàng khè luôn, mà cũng phải tắt đi khá nhiều bóng rồi để mà còn chụp ảnh thổi nến sinh nhật đấy. Đấy thì chất lượng cho ra như thế này là mình đánh giá là ổn. Còn đây là một cái bức ảnh mà mình chụp ảnh xóa phông em bé, và các bạn có thể nhìn thấy luôn này, khi mà sử dụng camera tele xóa phông là chất lượng cho ra là khá tốt đấy chứ. Đấy, còn đây là bức ảnh mà vợ chồng mình chụp ảnh selfie khi ngược sáng, các bạn có thể nhìn thấy là background phía sau cực kỳ sáng luôn, hôm nay trời rất nắng, 36-37 độ cơ, và phía sau rất là sáng. Thì mình nhìn qua live view nhá, là toàn bộ cái phần dãy núi này là nó cháy hết rồi, nhưng mà đây chúng ta nhìn vào vẫn rất là rõ đúng không nào. Hay như là chụp ảnh selfie đây, đây cũng là selfie trong điều kiện thiếu sáng đây, thì nó vẫn xảy ra hiện tượng flare sáng, nhưng mà cơ bản là bức ảnh chấp nhận được. Còn đây là siêu ngược sáng nhá, các bạn có thể nhìn thấy lêu luôn ở trên trời kia, mặt trời đang chói lòa kia đây. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Như thế này các bạn cảm thấy như thế nào? Còn đây là bức ảnh mà mình chụp ảnh ở trong quán ăn. Đấy, đây là selfie thôi. Đấy, còn đây cũng là một bức ảnh mình chụp ảnh ngược sáng nữa này. Chất lượng chụp ảnh ngược sáng là khá tốt đấy. Vùng trời thì không bị cháy và mặt của vợ mình cũng không bị tối. Còn đây là bức ảnh mà mình chụp ảnh góc siêu rộng. Siêu rộng của sổ này khá ổn. Các bạn nhìn thấy không ạ? Cũng là theo cái kiểu ngược sáng như này nhá. Vùng trời, vùng cây các thứ rất là rõ ràng luôn. Đấy, đây hay như một số bức ảnh nữa này. Chụp ảnh góc siêu rộng đây. Góc siêu rộng chúng ta có thể sáng tác nghệ thuật được thoải mái. Còn đây là hai cái bức ảnh chụp ảnh selfie ngược sáng. Đấy, các bạn có thể thấy là mặt trời phía xa kia, đây chụp ảnh ngược sáng. Cho lên background không bị cháy, mặt thì không bị tối. Và đây cũng là một bức ảnh chụp ảnh ở biển như vậy đây, góc siêu rộng đây. Và đây cũng là một bức ảnh xóa phông đây, các bạn có thể nhìn thấy đây, khá tốt đúng không nào. Và đây là bức ảnh chụp ảnh ở bên trong hành lang khu chung cư của mình. Ánh sáng không được tốt nhưng mà đấy, các bạn cũng có thể nhìn thấy rồi. Và bức ảnh cuối cùng chính là cái bức ảnh chụp ảnh trong cái điều kiện thiếu sáng, rất thiếu sáng luôn. Cái này là mình chụp ảnh ở Ninh Bình. Background, các bạn có thể nhìn thấy này, mặt của mẫu như nào. Đây là chụp ảnh bằng điện thoại đấy nhá, chứ không phải bằng máy ảnh đâu nhá. Nói chung là về camera năm nay thì mình thấy là cái cải tiến lớn nhất nó đến từ cái phần có cái camera tele, nó rất là tiện. Và với cái bộ nhớ trong tối thiểu là 256GB thì thực sự là mình lưu trữ ảnh nó quá thoải mái luôn các bạn ạ. Mình sẽ cho các bạn xem luôn xem là một cái bức ảnh như này thì nó sẽ tốn bao nhiêu dung lượng nhá. Đây, ví dụ như bức ảnh này mình chụp là nó tốn có khoảng 2.8MB thôi. Nghĩa là chúng ta chụp hàng nghìn bức ảnh còn chưa tới 3GB cơ. Thì bổ với bộ nhớ trong 256GB là quá thoải mái rồi. Còn về pin thì mình thấy là nó hơi đuối, thực sự là như thế. Rồi, vị trí cảm biến vân tay thì đặt ở vị trí hơi thấp, mình sẽ phải với tay xuống. Chứ nếu như bây giờ mình đang sử dụng cái Oppo Find X5 Pro thì nó đặt cao hơn như này thì mình sẽ tiện hơn, còn cái này nó hơi thấp. Nhưng mà tốc độ thì rất là nhanh. Đấy, loa thì không có loa kép thì mình cũng đã nói rồi. Nói chung là Oppo Reno 10 Pro thì nó là một cái chiếc điện thoại nó toàn diện hơn của Oppo Reno 10. Chỉ có đúng hai cái điểm mà mình cảm thấy rất đáng tiếc, đấy là pin bị cải lùi và không có loa ngoài là loa kép thôi. Còn các bạn thì các bạn có chấp nhận được những điều đó hay không? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Các bạn có thể tham khảo qua giá bán cũng như là các khuyến mại đi kèm của sản phẩm Oppo Reno 10 Pro tại website của Cellphonet qua đường link mà mình đã để phía dưới phần ghim comment cũng như là phần mô tả video này. Cellphonet hiện tại đang phân phối chính hãng bộ đôi sản phẩm này, và cái mức giá mà các bạn nhìn thấy trên hình nó chỉ là cái giá niêm yết thôi. Chứ còn nếu bạn mua hàng thì những sản phẩm Oppo như này chúng ta sẽ nhận được rất nhiều quà, và nếu không lấy quà thì nghe nói giá cuối cùng sau khi trừ đi hết quà nó sẽ tốt hơn mức giá bạn nhìn thấy rất là nhiều. Và để biết được như nào thì cứ kích vào đường link, sau đó liên hệ trực tiếp đến Cellphonet nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video Dương Dây. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.